Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Ngày hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây là xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để gửi đến bà con mình một cái căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong. Đó, cái căn nhà này của chúng ta là cách chợ Bầu Năng là 1 km, bà con mình về Tòa Thánh Tây Ninh á là 3 km và về trung tâm thành phố Tây Ninh ngay Vincom á chỉ có 6 km thôi nha bà con. Và cái hướng bên đây thì chúng ta sẽ đi ra đây là đường Ninh Phú. Bà con mình đi thẳng tí xíu nữa, đó, thêm 200m nữa là mình đi đến đường Trường Chinh. Để bà con mình quẹo trái là đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Còn cái đường bên đây nè, là bà con mình sẽ đi ra đường DT781 phía ngoài đây. Đó, mình đi thẳng hướng này, như bà con mình thấy nè, đường mình là hiện tại là đang có hàng trụ điện cao hết trơn luôn rồi. Đó, khu vực này bà con mình thấy nhà cửa dân cư rất là đông. Cái nền nhà là cô chủ á, làm trừ hao để vài bữa nữa mà đường làm á, thì nhà mình vẫn cao hơn mặt tiền đường ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mái tôn đưa ra và hệ cổng rào nhìn rất là kiên cố và chắc chắn, rất là sang trọng. Cột rào dán gạch nè, ở trên này có mấy mái ngói nữa. Nền gạch á thì cái nền sân của chúng ta là lót gạch sắt 50-50, nó như bà con mình thấy rất là rộng rãi. Và cái chiều vô đây á là chúng ta là khoảng 5m nha bà con. Thì chúng ta có một cái sân đây để ô tô 4 chỗ, 7 chỗ để thoải mái luôn. Đó. Bờ tường hai bên đây á thì được dán gạch rất là cao. Và ở phía trên này, như bà con mình thấy nè, có mái tôn đưa ra che mát cho cái căn nhà của chúng ta. Một cái sân ở đây. Bậc tam cấp ở đây. Đó. Bước đi vừa phải ha. Và ở trên đây á, thì chúng ta sẽ có một cái cửa 4 cánh rất là to. Đó. Bà con mình thấy cái mặt dựng là dán gạch hết rồi. Cửa đây chúng ta sẽ có một cái cửa 4 cánh nè. Cửa nhìn màu trắng cũng nhìn rất là sang trọng ha. Và nhà mình á thì có được trang bị là màn cửa đầy đủ hết rồi. Và cái khuôn viên phòng khách này của chúng ta đấy, với chiều ngang là 5m nè, chiều sâu vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó. Gần 5m, 48 như 5m rồi. Đó. Và bà con mình thấy nguyên một cái bức tranh đó, nhìn một cái con tàu đấy, thuận bờm xuôi gió rất là tuyệt vời ở đây. Kèm theo đây là trần thạch cao dực hợp với đèn led âm trầm. Đó, bên đây thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ lùa 4 cánh cũng rất là to, với cái tông màu cửa xám giúp cái nhà của mình nó thêm cái phần cứng cáp hơn. Lối đi ở đây nè bà con thấy là sẽ rộng rãi tới 1m4 lận. Toàn bộ nhà là sử dụng đây là trần thạch cao dực hợp. Phòng ngủ là sử dụng là trần thạch cao trần thả ha. Có 3 phòng ngủ nha bà con. Đó. Và hai cái phòng ngủ đầu tiên nè. Ở đây là mình sẽ có nhà tắm, nhà vệ sinh ở phía trong này luôn. Đấy. Với bồn cầu đúc nguyên khối, gạch thì dán lên tới trần. Có labo đến răng rửa mặt ở đây. Sen tắm đầy đủ hết. Đấy. Cửa phòng á là được trang bị là cửa nhôm xin pha cho bà con mình, thêm cái phần kiên cố ha. Cái lối đi ngay chỗ đường luồn á thì chúng ta sẽ có hai cái cửa sổ nhỏ để giúp cho chúng ta lấy sáng lấy gió cho cái căn nhà của chúng ta. Đấy, phòng ngủ thứ hai khi bà con bước vô đây thì cũng có được trang bị là cái chỗ này để mình lắp máy lạnh luôn nè. Đó, trần rất là cao ha. Có một cái nhà tắm ở đây. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh thì hai cái phòng đầu tiên chúng ta sẽ có nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong đây nha. Đó, có kiến, labo, đánh răng, rửa mặt đầy đủ hết. Đấy. Còn cái phòng thứ ba coi như là một cái phòng khách, hoặc là bà con mình cũng có thể coi như là một cái phòng kho để nhiều khi mà mình có khách khứa tới thì ở đây cũng được. Đó. Đây bà con mình thấy cũng rộng rãi. Hai phòng kia thì nó sẽ lớn hơn. Còn cái phòng này là 1, 2, 3, 4, 5, 3m6. 36 nha bà con. Còn ở đây thì bà con mình sẽ có một cái không gian bếp nè, rộng rãi ở đây. Đó. Khi bước xuống đây thì chỗ này sẽ là một cái khu vực phòng mà bàn ăn để đây. Có cửa sổ nữa, nhà mình được cái là cửa sổ rất nhiều ha. Có một cái vách ngăn ở đây với cái khu vực sau. Còn phòng bếp ở đây thì có tủ bếp trên và bếp dưới. Nó trang bị đầy đủ hết. Đây là tủ nhôm giả gỗ nha bà con. Mặt bếp thì có dán gạch, ổ điện để rất nhiều ở đây cho bà con mình. Bên đây thì cái chỗ này là chỗ rỉ chị em mình rửa chén rửa rau nè. Ở sau đây á, khi bà con mình bước xuống đây thì chúng ta sẽ có một cái khuôn viên ở chỗ này là mình để máy giặt
và máy lọc nước là bà con mình để ở đây, một cái sàn nước ở đây, nó labo đánh răng rửa mặt ở bên đây cho bà con mình, nhà tắm nhà vệ sinh á, thì sẽ được trang bị bên đây. Thêm một cái nữa, tức là nhà mình á, là có tới 3 nhà tắm 3 nhà vệ sinh với cây sen rất là sang trọng ở đây cho bà con mình ha. Đấy, màu vàng luôn nha. Ở dưới thì lót gạch nước chống trơn trượt cho bà con mình. Còn bên đây là nhà vệ sinh nè, nhà tắm nhà vệ sinh chung á, thì sẽ được tách riêng ra cho bà con mình. Dán gạch lên phía trên. Một cái khoảng sân sau bé bé vừa đủ cho bà con mình có thể là phơi đồ đó, ở đây. Và cái bờ tường ở trên đây bà con mình thấy nè, đi khung sắt lưới B40 hết luôn. Chân bồn nước á, thì cũng sẽ được để rời ở phía ngoài. Và có luôn á, đi cái ống chờ máy nước nóng. Bà con mình về thì mình chỉ cần mua cái máy nước nóng mình lắp vô nữa thôi, làm hầu nghĩa là cũng là ok rồi. Với một cái căn nhà mà gần Tòa Thánh Tây Ninh, gần trung tâm thành phố Tây Ninh đó, chợ Long Hoa thì cách ở đây á, bà con mình đi chỉ có khoảng 4 cây mấy, gần 5 cây số là tới rồi. Còn những bà con nào mà ở Bến Xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh, mình đến đây là 80 cây thôi. Rất là thuận tiện, đi lại dễ dàng. Đây là một cái khu vực mà có rất nhiều bà con lựa chọn để làm một cái nơi định cư, an cư lạc nghiệp tại Tây Ninh. Đó, thì cái khu vực xã Bầu Năng á, thì nó sát bên á, là thành phố Tây Ninh. Nó là phường Hiệp Ninh của thành phố Tây Ninh. Và cũng như á, là bên chợ Long Hoa của thị xã Hòa Thành. Đó, Tòa Thánh Tây Ninh là kế bên. Và cái khu du lịch Núi Bà thì cũng cách đây chỉ có vài cây số thôi. Đó, thì cái xã Bầu Năng nó nằm ở giống như là một cái cục nhân, một cái trung tâm gì đó, nên được rất là nhiều bà con mình lựa chọn để sau này mình di chuyển đi các điểm thì nó rất là thuận tiện. Và sau này á, ở đây chúng ta sẽ có một cái đường cao tốc là đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát, đó thì cũng sẽ chuẩn bị triển khai. Như bà con mình quan tâm có đọc trên báo đài đó, đó thì cái đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài đấu nối và cao tốc Gò Dầu Sa Mát sẽ đấu nối vô để kết nối về cái khu vực xã Bầu Năng này. Nên sau này bà con mình từ thành phố Hồ Chí Minh đi di chuyển về Tây Ninh rất là thuận tiện và rất là nhanh luôn ha. Sau này có thể là em Hậu nghĩ là nếu mà từ ở dưới mình về đây thì 100 cây, em cho 100 cây chứ thực tế ra là chỉ có 90 cây thôi. Nó thì mình đi đâu đó khoảng tiếng đồng hồ là tới nha bà con. À, thì bà con nào mình quan tâm mình có thể liên hệ 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Và bây giờ đó thì em Hậu gửi cho bà con mình xem cái cuốn sổ đất trước ha. Chúng ta sẽ có thửa đất là 922 tờ bản đồ số 34, 111,6 m². Vì cái bất động sản của chúng ta là sẽ có hai sổ ha. Cái sổ thổ cư là sổ tách riêng nha bà con. Đó, như bà con mình thấy nè, 922 và 903 thì cái thửa 903 mình có 50 m là đất thổ cư. Còn cái thửa 922 á, là đất cây lâu năm là 111 m. Đất của mình là ngang 5, dài 32, đường trước là đường 8 và quay về hướng đông ha bà con. Với toàn bộ hết nhà và đất này thì cô chủ sẽ gửi đến bà con mình với một mức giá là 1 tỷ 480 triệu. 1 tỷ 480 triệu là giá của cái bất động sản này, toàn bộ hết nhà và đất. Thì bà con nào quan tâm đến bất động sản thì có thể liên hệ 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh là chuyên mua bán ký gửi, nhận quay video review bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý cô chú anh chị và các bạn ai đang có nhu cầu muốn tìm mua, muốn review, muốn ký gửi bất động sản thì cũng có thể liên hệ để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và bây giờ thì em Hậu xin mời bà con mình đi theo chân em, chúng ta đi tham quan đường xá dân cư ở đây. Xin. Đây là cái con đường trước cửa bất động sản của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đi ra cái đường Ninh Phú, cách đây chỉ có 30 m nè bà con. Đó, rất là gần luôn. Tới đây bà con mình quẹo phải là mình sẽ đi về, đó là đi về chùa Tòa Thánh nha bà con. Đó, quẹo trái là về chùa Tòa Thánh. Còn quẹo phải đây là sẽ đi ra đường DT781 để bà con mình đi về chợ Đầu Mối, về khu du lịch Núi Bà, cũng như là bà con có thể đi về thành phố Hồ Chí Minh. Trên con đường Ninh Phú này thì nó sẽ song song với con đường Trường Chinh cũng như là đường DT781. Và sắp tới sẽ làm thêm một con đường là Trường Chinh mới để kết nối vô đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát và dẫn về đường ngay công an tỉnh, trung tâm thành phố Tây Ninh luôn. Đó, rất là thuận tiện. Và bên tay phải của chúng ta là trường Trung học cơ sở Bầu Năng, một cái điểm trường có rất là nhiều học sinh. Và nhà
từ nhà là đây thì chỉ có khoảng 150m là bà con đến trường học này rồi. Đó, thì bà con nào ở xa chỉ cần đến ngay chỗ Tòa Thánh Tây Ninh và alo cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh để mình có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.